Thưa quý vị, theo nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2020 sẽ còn khoảng từ 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Trong số đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Đặc biệt là trong tháng 10 và tháng 11 của năm 2020, trên Biển Đông sẽ đón bão dồn dập và đa phần ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 6 đến 10 tháng 10 trên Biển Đông có thể xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, đây là thông tin nhận định ban đầu và sẽ còn phải điều chỉnh. Trong tháng 10 và 11 sẽ vẫn còn thêm từ 2 đến 3 cơn bão có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền. Cơ quan khí tượng cho biết bão đến dồn dập liên tục nên nguy cơ cao xảy ra đa thiên tai, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, đối với các tỉnh, khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thời gian tới cần chủ động các phương án ứng phó một cách đồng bộ để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Do mùa bão đến muộn nên đầu năm mới 2021 có thể sẽ xuất hiện những cơn bão muộn, chủ yếu tác động ở khu vực phía Nam như Nam Trung Bộ do ảnh hưởng của La Nina từ nay cho đến cuối năm. 2 đến 3 đợt lũ lớn có khả năng xuất hiện trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên. Đỉnh lũ trên các sông ở khu vực này có thể cao hơn năm 2019.